Vâng, xin chào các bác nhé. Thì vừa rồi thì những con nữ bên em cho gửi đến tất cả các bác cũng đã còn vài con. Chiều nay hàng về toàn là siêu lướt, những con chưa sử dụng luôn nha các bác. Thì trong này thì có hai con Nhật, còn lại là hàng Thụy Sĩ, hai con Nhật Senko này các bác. Em sẽ báo từ trái sang phải. Trong này có một siêu phẩm mắt Terati. Đây các bác. Mắt Terati. Bác nào mà nhà đã có siêu xe mà Maserati thì bên em này nhé, 120 ngàn yên. Maserati cơ auto siêu phẩm trong video này nha các bác. Maserati con này size 38 Thụy Sĩ, nguyên dây zin và khóa zin, logo ba cái đinh đặc trưng của Maserati. Đây cho các bác ngắm sơ bộ qua nha. Đây em nói đây các bác. Size 38 nha. Chưa sử dụng luôn nha các bác. Nguyên tem này. Nguyên cái tem kia nhà xuất xưởng này. Mạch kính Sapphire. Tí nữa thì xem chi tiết hơn các bác. Rồi đi vào đầu tiên là những con nữ em về. Đây là con Senko. Senko mạch vàng, dây zin, dây thép đờ mi. Con này các bác lấy về cho con gái hoặc là anh em nào lấy tặng cho người yêu cũng hết bài nha. Mạch lụa rất là đẹp, bọc vàng. Con này giá em để các bác là 900 nha. 900. 900 Senko. Con này size ngang là 25, size dọc là 30. Một con Senko đẹp cứng luôn các bác. Để các bác 900 nha. Em đã cân đối rồi nha. Mấy chị em phụ nữ hay những bé gái hay nhỏ đều những con đẹp lên rất là thanh thanh lịch. 900 nha các bác. Máy pin nha. Em đã thay pin hết rồi, về sử dụng thôi. Tiếp tục một con Senko của Nhật. Dây zin. Con này size 32 nha. Size 32. Đẹp keng luôn, bọc vàng. Siêu mỏng nha các bác. Con này giá 1 triệu rưỡi. Có bộ dây thép zin. Riêng cái bộ dây thép này nếu các bác tháo ra bán lẻ thì cũng được 5 xị rồi. 5 xị là người ta bê liền rồi. Con này nam nữ đều đeo được luôn nha. Size 33, size 32, 33. Nếu nam tay nhỏ thì vẫn đeo ngon luôn nha. Còn này size 33 là size từ nữ tới xuống. Senko con này 1 triệu rưỡi nha. 1 triệu rưỡi nha các bác. Tiếp theo là một con của Pháp. Con này như một cái trang sức thôi nha các bác. Con này các bác đeo như một trang sức thôi. Con này giá 4 triệu rưỡi. Sử dụng máy thủy. Đánh đá toàn dây luôn. Nãy giờ nó không lấy nét nha. Bác nào có nhu cầu cứ alo cho em nha, qua số thoại trên. Con này là con Loin Lancer của Pháp. Mấy chị em phụ nữ đeo con này thích sự hào nhoáng thì đeo con này cực kỳ sang. Bọc vàng là toàn dây đến thân luôn nha, và đính đá full luôn. Con này size là 27 nha, 27. Loin Lancer Paris. Giờ nó bọc vàng hết nha. Con này giá 4 triệu 500. Một con Loin Lancer Pháp. Sử dụng máy thủy.
những bác nào sưu tầm hạng độc gọi là sang trọng đó, thì BM này về tặng cho một tình yêu của mình. Những con này độc quá nha, kiếm con thứ hai chua lắm các bác. Bốn triệu năm trăm. Tiếp theo em sẽ lên cho các bác một con Sima thị sĩ. Sima thị sĩ, con này size 27, giá con này là 1,5 triệu, đẹp như đập hộp luôn, dây khó riêng. Sima thị sĩ khá là sang, dây khó riêng. Size 27 nha. Giá là 1,5 triệu. Và đây cũng là đàn anh của nó, lớn hơn một tí thì các bác sẽ có được con size 32. Về được hai con nha bác, về hai con, một con là dây đờ mi vàng này, một con là dây trắng, trên nhau 500.000 nha. Đây, hai con y chang nhau, đồ đẹp y chang, mới ken. Size 32. Con này là 2 triệu, còn con này là 2,5 triệu, nguyên dây zin nha. Con mạch vàng, dây đờ mi vàng thì giá 2,5 triệu, còn con mạch trắng, dây trắng thì giá là 2 triệu. Bác còn lấy con nào cũng được. Con này dòng thị sĩ máy pin, chuyên cho chị em phụ nữ đeo sang, vừa là một cái đồng hồ vừa là một cái trang sức. Rồi em qua má nha, hai con Sima size 32 này. Tiếp theo em sẽ lên một con thị sĩ tiếp. Con này em vừa bán một con maker size 36 bả cho một bác khách rồi, và về được một con nữ này các bác, con Anycat thị sĩ, nguyên dây zin luôn, khó zin luôn, đờ mi bọc vàng này các bác. Anycat thị sĩ cũng size là 27, size 27 nha. Con này em để các bác 1,5 triệu, nguyên dây zin, dây zin khó zin, máy zin hết nhé, đã được thay pin hết rồi, xài bình thường luôn. Như với những cô máy thị sĩ với những danh tiếng lừng lẫy của những hãng như Anycat và Sima thì quá đỉnh rồi các bác. Con này em để 1,5 triệu nha. Rồi tiếp theo một con Titoni dành cho chị em phụ nữ, một cái sự hào nhoáng đến từ bề mặt bên trong. Titoni, con này size 32. Cơ cốt nha. Cơ cốt, máy cơ cốt nha, dành cho chị em phụ nữ. Mạch vàng, niền khía vàng rất đẹp luôn. Con này quá keng luôn nha. Titoni thị sĩ. Cơ cốt con này giá 3,6 triệu, size 32. Chọc đánh luôn các bác. Mạch bắt quái đó các bác. Titoni cho nữ size 32, mạch vàng bắt quái. Cơ cốt 3,6 triệu. Và cuối cùng ba em nữ đó là một con size là 28. Con size 28 nha các bác. Ba này là một hãng nha. Đồng hồ cặp đó các bác. Thì con này là size 32 này. Hai con 32. 88.000 yên lời các bác. Con này lập hộp các bác, có lập hộp phải gần 20 triệu. Đây, con này size nhỏ này nha, Anti-OLED. Ba con này đều là lịch lọc nha. Con này 1,5 triệu nha các bác, Anti-OLED mới cứng luôn nha, Anti-OLED. Con này size 28 em để 1,5 triệu nha. Giá lập hộp cao lắm nha bác, 1,5 triệu. Con này đập hộp 6.000 máy yên nha. Còn con lớn này đập hộp là 8.000, 88.000 yên này. Con này 60.000 yên.
1 triệu rưỡi nhá. Mũ anterior. 2 size 28 nha, size 18 mm á. Mới kèm. 1 triệu rưỡi nha các bác. Rồi, đây là hai con. Size 32, điều đồng giá là 3 triệu rưỡi nha các bác. Giá độc hộp của nó đó 88.000 yên. Nếu về tới Việt Nam mình là gần 20 triệu á. Mới cứng con nha, hai con nha. Em có được hai con size 32. Nam thì tay 15 trở lại đeo con này vẫn đẹp nha. Size 32 33 là dành cho nữ. Còn nếu nam mà nếu tay nhỏ vẫn đeo ngon lành luôn nha. Hai con anti ơi. Địch lọc 3 triệu rưỡi một con nha. Đấy. Theo về các bác đập hộp nó cũng mới ngang ngửa với nhau. Mình tiết kiệm rất là nhiều so với giá gần 20 triệu về Việt Nam. Size 32. Mới tinh này các bác. Này. Hai con mới tinh. Ba triệu rưỡi một con nha, có được hai con anterior size 32 này. Rồi cuối cùng là con Maserati, một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng của thế giới. Maserati size 38. Thay bộ khóa đó cho các bác. 120.000 yên. 120.000 yên, đâu đó 25 triệu đấy. Mà hiếm đó nha, lần đầu tiên em đó được về một con Maserati. Em để các bác là 10 triệu nha, 10 triệu. Cơ automatic thì sẽ chưa sử dụng luôn nha, còn nguyên tem. Maserati. Cực kỳ sang. Size 38. Soi gương được luôn nha các bác. Có nhìn cái tem này. Chưa bong luôn, tem sản xuất của nó. Maserati 191414. Con này niềng bọc vàng nha các bác, niềng bọc vàng. Size 38. Bác nào cần hình chi tiết em chụp gửi cho nha, chứ con này nó ánh quá khó què lắm. Mặt nó như mặt kia mặt đá đó. Size 38 nha. Giá 10 triệu. Đấy thì những con đồng hồ em mới về phục vụ các bác, chủ yếu là chị em phụ nữ là nhiều. Còn lại nam thì có phần cá hay cá thôi.